Chào toàn thể các anh em nhé. Đấy, Sâm thì tối hôm qua bắt đầu lại đi lại khu vực miền Bắc mình rồi. Đấy, tối hôm qua nhiều anh em đánh được nhiều lắm. Ở bàn em thì đánh xuống hai con thì bắt được một và lưới một con thì nó xả giữa ao thế nào. Sợi đèn ra nó bay mất. Sâm thì thường thường nó đi theo đôi anh em ạ. Sâm cầm đây, báo hàng cho anh em. Còn về bộ đồ đánh sâm thì báo cáo đối với các bác là về cái loa sử dụng chuẩn nhất thì anh em sử dụng cái toa 10 nhé. Đây toa 10 hai con đây. Đó, và lưới thì lát nữa sẽ quay giới thiệu chi tiết cho anh em là về cái lưới đánh sâm. Đấy, cũng như là bàn bãi để cho anh em tham khảo. Đấy, anh em nào mới chơi thì có thể là vận dụng theo anh em đánh. Còn giá trị của con sâm đó là giá trị cao nhất của cái con chim di cư. Đấy. Giá cả của nó thì hiện tại thì đang được gần 1 triệu trên 1 cân. Đấy, như con này thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 5 lạng. Ví dụ nằm đồng thì một tối anh em thì cần được một con như thế này thôi là ok rồi. Còn trích thì giờ đi lại đẹp lắm anh em. Trích thì bây giờ gọi là vào cuối vụ trích rồi. Còn ví dụ anh em nào bàn đẹp ấy thì anh em đánh thì nó vẫn cứ đều đều. Đấy, còn nó sẽ ra một cái lớp cuối nữa. Đấy, nhưng không biết ngày nào thì anh em cố gắng là bám chốt anh em đánh. Đấy, sâm cầm. Đấy, còn vài lưới đánh sâm đây. Lưới đánh sâm thì sử dụng bằng cái lưới mắt 8 phân. Đấy, dòng này là dòng lưới hải lợi cước biên đôi. Đấy, đối với cái dòng này thì được anh em sử dụng cũng như là phản hồi lại khá là ok rồi. Ngoài đánh sâm ra thì cái mẫu lưới này nó cũng gọi là mẫu lưới đánh tổng hợp, đánh tu hú, đánh trích. Đấy, và đánh ví dụ những con to to vào, ví dụ con vạc hoặc là vịt le, vịt liếc vào để chết hết anh em. Đấy. Độ lưới thì tàng hình cực kỳ là cao, thì nhà em đã nhuộm hết cho anh em để anh em chơi rồi. Và sợi của nó là sợi 20. Đấy, tháng 8 này thì bắt buộc anh em phải đánh sợi 20 bởi vì với cái thời tiết sương lặng này, ví dụ anh em đánh sợi nhỏ, đấy, 17 hoặc là 18 chẳng hạn, thì cái thịt của nó sẽ bị chảy. Đấy, còn lưới như thế này thì thịt nó sẽ không bị chảy và con chim nó đâm vào thì độ đóng bám nó rất là cao. Còn bàn sâm thì khu vực mặt ao này anh em này, đấy, đánh ở mặt ao, sáng có con sáng ngay đây nó bay vọt qua chỗ khe lưới kìa. Đấy, nó khôn lắm, chim giờ nó va lưới, đấy, cọc hai cọc này đánh không sát là qua chỗ cọc này. Đi xuống dưới là mất. Đấy, còn con sâm thì ví dụ bàn đẹp như thế này mà đang trong cái thời điểm nó đi như thế này thì sẽ đánh được rất là nhiều anh em. Đấy, bởi cái tiếng sâm năm nay thì tét rất là nhiều bàn rồi, thì bàn nào cũng báo lỗ rất là ác. Như bàn này thì em ít sang quay, nhưng mà như bàn này là từ đầu vụ giờ đánh được hơn 20 con rồi. Đấy, cũng được rơi vào nếu tính bình quân xô ra bù lại vào 10 triệu tiền sâm rồi. Còn con chim thì nó sẽ đi từ hướng đông bắc về. Đấy, hướng đông bắc thì anh em cứ dựa theo hướng mặt trời check lên một chút thì một loa anh em sẽ phải ngoảnh lên đấy. Và một loa là ngoảnh lên hướng bắc thì đánh thì con chim nó sẽ về. Đấy. Đấy, còn thời điểm này mà anh em nào muốn thay đổi lưới chẳng hạn, lưới anh em kém rồi thay đổi hoặc là muốn mua về để đánh sâm mới về củng cố thêm thì anh em có thể tham khảo đặt hàng bên cơ sở nhà em. Để bên cơ sở nhà em là bán loa, bán lưới. Đấy, và hỗ trợ anh em tiếng đánh chuẩn để phục vụ anh em ở cái mùa năm 2022 này. Đấy, còn để một cái tiếng sâm chuẩn thì báo cáo đối với các bác là từ tiếng sâm tiếng trích ý, thì nó không đơn giản đâu. Đấy, đầu vụ mình đã mất rất là nhiều thời gian để test rồi. Đấy, móm không biết bao nhiêu ngày để test ra được một cái tiếng để gửi cho anh em đánh ở cái vụ này. Đấy, năm nay cái tiếng trích thì cũng rất là thành công rồi. Đấy, được anh em phản hồi lại thì cực kỳ là ok. Còn tiếng sâm này thì đấy, quay thực tế lên cho anh em, nó cứ đều đều như thế này thôi. Đấy, ngày nào nói chung là cũng được. Đấy, không bàn này được thì bàn kia được, nhưng mà nói chung là nó được đều nhất so với những cái tiếng như mọi năm. Đấy, một video thì báo cáo thành quả chim cho anh em xem đấy. Anh em xem được video thì cần cho mình những cái gì để đánh thì anh em tham khảo liên hệ cho em. Để số điện thoại góc màn hình video ấy. Bây giờ chào anh em nhé.